lực lượng cứu hộ đang tìm xác mọi người ở dưới mặt đất. Đến giờ này mà còn có tiếng kẻng báo động nữa này, không biết khi nào mà hết đã trời. Còn hộp quá. Đến giờ này mà còn lũ ở đâu về nữa. Đừng có chuyện gì xảy ra. Còn mọi người đang tốt rồi, chắc không còn lũ. Chắc là mọi người đừng chạy đường hết này. Lũ quét thì nghe về rồi. Chuyện báo động. Nhanh lên các chị. Cúi nhắm đi nhắm. Ơi. Còn những người chụp chọn. Ôi rồi, chạy luôn. Có báo động các bác. Có báo động. Có báo động. Có báo động để tụt xuống các bác. Thế là phải là di chuyển gấp để luôn. Có báo động một cái các bác. Báo động là một bên kia đạn lún xuống một bên kia. Tất cả cho là mọi người phải di chuyển lên cao để an toàn các bác. Báo động là cực kỳ nguy hiểm. Bên kia vẫn còn đang tụt xuống các bác, nó còn vẫn còn sạt lở. Báo động bây giờ hết. Mọi người ai cũng chạy. Đó là này nhìn tôi chưa nhô nhô lên chửa đang tụt đấy. Nước đang chảy ra ở chỗ cái đá này. Đây là cái bác này, nước đang chảy ra. Úi dồi ôi, trên kia, bên kia mặt bên kia cái biểu. Nó dồn, nó cái này nó dồn vỡ và nó tụt xuống đấy. Quá kinh khủng báo động, mọi người phải chạy hết, không phải gần nó để ra. Nước có chung lạnh. Thôi các bạn, thôi tốt nhất là đi giờ dưới an toàn nhất. Địa phúc ở đây không có chỗ nào còn an toàn. Trời đang nắng đưa nước ẩm ẩm kéo đâu về, biết ở đâu lên rồi. Như này là nguy cơ lắm, báo động. Thôi các bạn nghe, phải di chuyển hết mọi người là báo động này, xuống dưới hết rồi. Các anh đang may flycam ở bên trên đồ vẫn còn đang xả. Toàn nghỉ, đây là công tác cứu hộ hành lạc các bác, nhìn nào hết báo động này.
và mọi người tiếp tục sẽ là công tác cứu hộ tiếp. Và là làm tất cả. Ngày nước cuối bé được ba cả ngày mà có giờ có giờ chậm dừng mà không mưa ba nhé, nhất là đầu già. Mọi người bây giờ hết. Giờ đang xuống các bác, đang xuống này vẫn còn là rất là khó khăn cho cái việc là tìm kiếm các bác. Mọi người bây giờ sẽ đứng ở đây hết để các bác để đợi khi nào nước rút xuống là nó nào an toàn một chút đấy lại các anh em ở lại các mọi người dân ở đây. Theo thông tin của anh Nhiệm cập nhật được các bác thì hiện tại giờ còn là ba mấy, chỉ còn là ba mấy thi thể nữa là chưa tìm thấy. Trong vòng ngày hôm nay, sáng nay thì đã tìm kiếm được thêm năm thi thể nữa, các bác 41 người đã tìm được 5 người, giờ còn ba người. Mong là thời tiết được ủng hộ đối với lại.